quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Tiềm năng Con người, Viện IPD và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Kiro Việt Nam, thành viên của Viện IPD, đã tổ chức cuộc thi Đấu trường Sunbot cấp quốc gia năm 2023 tại thủ đô Hà Nội vào sáng nay, ngày 20 tháng 5, với ý nghĩa tổng kết và đánh giá các kết quả triển khai ứng dụng về khoa học và công nghệ vào công tác giảng dạy cho trẻ mầm non từ 3 đến 6 tuổi và góp phần định hướng phát triển giáo dục thông minh toàn diện tại Việt Nam. Đấu trường Sunbot là sân chơi trí tuệ mầm non đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ robotics và thành tựu giáo dục thông minh tân tiến nhất. Với nền tảng là Sunbot, chương trình giáo dục mầm non được Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận. Cuộc thi được triển khai trên toàn quốc từ cấp trường tới cấp quốc gia từ năm 2019 với mục tiêu giúp trẻ em mầm non thể hiện khả năng tư duy, trau dồi kiến thức, kỹ năng sẵn sàng hội nhập trong thời đại mới, đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề. Thông qua đấu trường Sunbot, ban tổ chức tích cực đẩy mạnh nhận thức về giáo dục thông minh ở lứa tuổi mầm non và góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục mầm non Việt Nam bền vững. Năm nay, đấu trường Sunbot cấp quốc gia 2023, thủ lĩnh hành tinh xanh được phát động từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, quy tụ hơn 255 cơ sở giáo dục trên toàn quốc tham gia. Đây là sân chơi trí tuệ mầm non đầu tiên với quy mô lớn nhất cả nước, áp dụng công nghệ robotics và STEM dành cho trẻ mầm non. Sunbot nhằm giúp trẻ em được giao lưu, học hỏi, tự tin và thể hiện bản thân. Đây cũng là nơi để các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh thấy được vai trò to lớn của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay. Cái chương trình này chúng tôi tập hợp nhiều cái chương trình tiên tiến của thế giới thì kết hợp xây dựng với lại những cái kinh nghiệm và những cái phần triết lý của giáo dục sớm Việt Nam để đưa ra cái chương trình này. Tất cả các trường, kể cả công lập và tư thục là hưởng ứng. Và họ không phải là chỉ là đưa trẻ em đi, mà họ còn chuẩn bị rất tích cực để là các cái đội thi của các cái trường có thể giành được chiến thắng trong cái cuộc thi này. Và chúng ta thấy là thể hiện ở trên sân, thì các cháu rất là hoạt động, rất sôi nổi, rất năng động, rất tự tin, rất tự chủ. Chứ không có cái nhìn theo cái điều khiển của cô giáo hay là của người ngoài. Thì cái đó là cái mà làm cho dần dần cái chủ động của đứa trẻ càng ngày càng tiến bộ. Tham gia vòng chung kết toàn quốc là các em nhỏ đến từ các trường mầm non Liên Hồng, thành phố Hải Dương, trường mầm non Khu rừng nhỏ, trường mầm non Baby Eastern, Cánh Diều, trường mầm non Thanh Lâm, tỉnh Phú Thọ, trường mầm non Uy Mỗ, Đông Anh, trường mầm non Hà Thắng, trường mầm non Hoa Linh, trường mầm non Lê Quý Đôn, trường mầm non Sen Hồng, trường mầm non VSK Thăng Long và trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ, thành phố Thanh Hóa. Tại vòng chung kết quốc gia đấu trường Sunbot 2023, các bạn nhỏ trải qua 3 phần thi, đó là sức mạnh đoàn kết, sáng chế robot thăm dò, tư duy lập trình. Những phần thi này mang ý nghĩa thiết thực và phù hợp với yêu cầu của giáo dục trong thời đại mới. Trong cuộc thi, các em nhỏ được cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, sự phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia cuộc thi thì với mục đích là cho các con được giao lưu và được cọ sát, làm sao mà các con được tự tin hơn. Các con được cọ sát với cái việc học lập trình ngay từ rất là nhỏ, thì đến những cái cấp học tiếp theo các con sẽ được rất là tự tin. Vì cái thế, với cái thời đại 4.0 như hiện nay thì cái việc học lập trình rất là ý nghĩa, rất là tốt cho các con từ cái độ tuổi còn nhỏ. Đấu trường Sunbot cũng nhận được nhiều sự quan tâm lớn của các ban ngành, các đơn vị doanh nghiệp đồng hành, cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ phía ban giám hiệu, các thầy cô giáo và cả phụ huynh trên khắp mọi miền Tổ quốc bởi giá trị mà cuộc thi đem lại. Với sứ mệnh là kết nối tri thức và khoa học công nghệ, chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia về chương trình và chúng tôi mong mỏi rằng những sản phẩm và những ý nghĩa của công ty cổ phần tập đoàn khoa học công nghệ Hoàng Việt mang lại cho chương trình giúp ích một phần cho ban tổ chức và các giáo viên cũng như các nhà trường có thêm sức khỏe và giúp các cháu học sinh có thêm sức khỏe để có thể phát triển cho tương lai.
Đến với đấu trường Sunbot cấp quốc gia năm 2023, trẻ mầm non được khuyến khích tinh thần học hỏi, khám phá để từng bước làm chủ khoa học công nghệ ngay từ cấp mầm non. Các đơn vị giáo dục có cơ hội khẳng định và đóng góp giá trị cho sự nghiệp phát triển giáo dục. Đây cũng là dịp để các đơn vị góp sức vào phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ dạy học tiên tiến, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tạo ra các tác động cộng đồng tích cực để xã hội hóa giáo dục. Trải qua hơn 4 năm triển khai và phát triển với hơn 10.000 người tham gia tất cả các sự kiện các cấp, đấu trường Sunbot vẫn luôn tự hào là bệ phóng cho trí tuệ của trẻ em Việt, nơi chấp cánh đam mê học tập và ươm mầm của những chủ nhân tương lai của đất nước.